Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Vũ Quốc Đạt và Nguyễn Phúc Lợi. Đây là vòng thi đấu thứ 6 trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2024. Và đến với phần thứ nhất, chúng tôi sẽ trình bày nguyên phổ của trận đấu, và phần thứ hai sẽ là phần review lại trận đấu. Trong trận thi đấu này, Vũ Quốc Đạt được cầm đỏ đi tiên. Mời các bạn cùng theo dõi.
Và đến đây, Nguyễn Phúc Lợi buông cờ chịu thua và chiến thắng dành cho Vũ Quốc Đạt. Chúng ta cùng đến với phần review lại trận đấu. Hai cái kỳ thủ cũng khai cuộc rất lạ. Tại đây, Nguyễn Phúc Lợi tiến pháo, chọc pháo, chiếu. Tuy nhiên cũng có thể chơi binh 9 tiến 1 để mở thông lộ mã. Đến đây, Nguyễn Phúc Lợi thoái pháo về. Tuy nhiên cũng có thể lựa chọn dùng pháo 3 bình 5 ăn tốt. Bỏ trước đoạt sau. Vì mất tượng nhưng đổi lại được một tốt ngũ của đối phương. Hoàn toàn không thiệt. Tại đây, Vũ Quốc Đạt thái mã về để mở đấu. Tuy nhiên cũng có thể nhảy mã lên để tấn công, ép đối phương phải thoái xe về phòng ngự. Chúng ta cùng tiếp. Ở đây, Nguyễn Phúc Lợi dùng sĩ ăn lên. Tuy nhiên, nên nhảy mã lên. Và tiếp tục là lá mã tới. Tiêu diệt được đi con mã khỏe của đối phương. Đến đây, sau khi ăn sĩ lên thì mã của Vũ Đạt Quốc Đạt lao tới. Thế trận sẽ lại rất nguy hiểm dành cho Nguyễn Phúc Lợi. Và tại đây thì Nguyễn Phúc Lợi đã buông cờ chịu thua. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Vũ Quốc Đạt. Phong độ của anh rất cao. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.